Đây, thì trước tiên thì cô sẽ nhắc lại mảng một chút xíu cho các bạn. Khai báo của mẹ, ví dụ mảng kiểu nào thì khai báo kiểu đấy, thì kiểu in, mảng kiểu in, khai báo mảng, có nhiều cách khai báo. Alright, bằng new in. À, với mảng thì phải khai báo số phân tử, ví dụ 10 phân tử, đúng không ạ? Thì có nghĩa là nếu các bạn khai báo như này thì bộ nhớ sẽ cấp phát 10 ô nhớ. Mỗi ô nhớ là tương ứng với một cái biến kiểu in, đúng không ạ? Cấp phát 10 ô thôi, còn dùng bao nhiêu thì tùy các bạn, nhưng mà đừng vượt quá 10 phân tử thôi, hiểu không ạ? Cấp phát có thể 10 phân tử, các bạn dùng 1, 2, 3 hoặc 5 phân tử là chuyện bình thường, không vấn đề gì hết. Dùng vượt quá thì nó mới báo lỗi. Ok. Đấy, nếu mà kiểu double cũng vậy, đúng không ạ? Bằng new double, cái này 5 phân tử chẳng hạn, như vậy. Thì cái này được gọi là khai báo mảng. Mảng thì các bạn viết bằng nhiều cách, nhưng các bạn có thể là các bạn viết lại bằng cách là int array, rồi dấu móc vuông nằm ở đây, hiểu không ạ? Móc vuông để sau cái biến array cũng được, mà để sau kiểu in cũng được, kiểu dữ liệu in thì cũng được. Thế có rất là nhiều kiểu khai báo. Hoặc là gán giá trị ban đầu, khởi tạo giá trị ban đầu ngay cho mảng luôn. Rồi int array 1, 2, 3. Ở đây là ta sẽ, máy nó hiểu là 3 phần tử. Phần tử thứ nhất là nhận giá trị 1, phần tử thứ hai nhận giá trị 2, và phần tử 3 nhận giá trị 3. Các bạn có thể là đây là giá trị thôi, cái value, hiểu không ạ? Không phải là vị trí nhá. Và để truy xuất vào mảng, ta dùng cái gì ạ? Chỉ số index. Ví dụ phân tử thứ nhất sẽ là, ví dụ phân tử thứ nhất của mảng array sẽ là array không, nó bắt đầu từ 0 đến n trừ 1. Phân tử thứ hai sẽ là array 1, đúng không ạ? Cứ như vậy. Ok. Thì cái số 0, số 1 mà đứng ở trong dấu móc vuông, cái đấy được gọi là chỉ số, đúng không ạ? Tiếng Anh được gọi là index. Ok. Được chưa? Thì bây giờ bởi vì nó là chỉ số, nó chạy từ 0 đến n trừ 1, cho nên ta để duyệt mảng ta thường dùng vòng lặp, đúng không ạ? Đấy. Thì bây giờ cô sẽ làm một cái demo về mảng nhỏ thôi và kết hợp với vòng lặp. Các bạn, cái này là phụ đạo buổi 1 đúng không? Để cô demo một chút xíu về mảng và vòng lặp nhé. Mảng. Đây. Thì bài toán cho ra như thế này các bạn. Các bạn viết chương trình, nhập vào một mảng n phần tử, ví dụ n nhỏ hơn 10, nhỏ hơn bằng 10, như vậy. Sau đấy các bạn xuất mảng ra màn hình, đúng không ạ? Ok. Sau đấy các bạn có thể làm một số cái công việc khác, ví dụ như hiển thị những phần tử chia hết cho 3, ví dụ vậy. Phần tử mà có giá trị của nó chia hết cho 3, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thì bài toán như thế này, các bạn thấy là đầu vào các bạn phải khai báo một mảng này, và phải khai báo cái gì đấy ạ? Phần tử n, đúng không? Đây, bây giờ ta viết trong hàm main luôn nha. Khai báo mảng n phần tử, không nói kiểu gì thì các bạn đặt kiểu gì cũng được, đúng không?
phân tử số nguyên hay là số gì ta không biết. Bây giờ ta đặt số nguyên trước ha. Array bằng new 10 phân tử trước ha. Được chưa ạ? Rồi, thì bây giờ bài toán yêu cầu các bạn phải nhập vào một mảng n phân tử thì ta phải khai báo biến n đúng không ạ? À n thì trong đó n là số phân tử của mảng. Mà n thì ta không biết là bao nhiêu cho nên các bạn phải nhập vào. Đúng không ạ? Các bạn phải nhập vào. Thì ở đây ta viết cái dòng để nhập thôi. Nhập số phần tử của mạng và ta dùng để nhập ta dùng cái gì ạ? À scanner. Ok đấy. Và ta có n gán bằng sc.next in. Được chưa? Các bạn có thể kiểm tra cái số phân tử của mảng ở đây. Nếu nó mà lớn hơn 10 các bạn yêu cầu nhập lại. Cái chỗ này dùng không lặp được. Cái này ta sẽ làm sau. Rồi bây giờ ta duyệt để nhập số phân tử của mảng. Ta dùng không lặp for in y bằng 0 y nhỏ hơn n. Nhớ là phải y nhỏ n bởi vì là mảng ta n phân tử đúng không ạ? Thì nó chạy từ 0 đến n trừ 1 thôi. Thì chỗ này ta phải là y chạy từ 0 và với điều kiện là y nhỏ hơn n. Đúng không ạ? Y cộng cộng. Và để nhập ta nhập bình thường, đúng không? Đấy. Nhập hoặc là ta để là array y cái này các bạn để phần trăm d được ha, cái này là phải print gì đấy à, print f thì nó mới hiểu phần trăm d. Cái chỗ này là y đúng không? Đấy xong nhớ cái này để hai chấm, cái này là array gì y gán bằng gì đấy ạ? Chấm next in để nhập vào. Đấy nhập xong. Suất thì cũng tương tự. Bởi vì mảng ta có n phần tử, thành ra suất ta cũng phải duyệt, dùng vùng lặp để duyệt nó. Được chưa? Các bạn lưu ý đã làm việc với mảng là phải làm việc với vùng lặp, cấu trúc lặp. Có hiểu không ạ? Hiểu hiểu ý không? Để làm gì? Để ta truy xuất vào từng phân tử của mảng nhá, là bắt buộc phải dùng với vòng lặp. Ok. Rồi xuất mảng ra màn hình thì các bạn cũng phải dùng vòng lặp thôi, y như vậy. Cái này các bạn để là bằng, cái này là phần trăm d xẹt n để nó xuống dòng. Còn cái này là phẩy gì đấy ạ? Array y để xuất vào vị trí này. Con dòng này các bạn bỏ đi, cái dòng nhập này bỏ đi, ta chỉ hiển thị thôi. Thì ở đây là array, nếu là không thì nó sẽ là array 0 2 chấm, cái này là giá trị của tại vị trí array 0. Hiểu không ạ? Đấy. Đấy bởi vì mảng là truy xuất bằng chỉ số. Chỉ số y. Ok. Rồi, thì ta test thử cái phần này. Đây, giờ ta nhập là 3. Các bạn nhập là 5, 7, 9. Và xuất ra là 5, 7, 9 đúng không? Ok. Đây. Rồi hiển thì những phần tử chiết cho 3. Thì ta phải duyệt từng phần tử một. Sau đó ta kiểm tra xem gì ạ? Nếu có phần tử nào chiết cho 3 hay không? Nếu có thì mới xuất ra đúng không? Ok. Hiểu hiểu chỗ này chưa? Đấy. Thì ta cũng
dùng vòng lặp. Ta duyệt từng phân tử, xong rồi ta kiểm tra. Trên này là ta xuất ra hết, nhưng mà dưới này ta xuất ra có điều, có điều kiện đúng không? Thì nếu, nếu gì ạ? Array từng phân tử của nó, giá trị của nó mà chia hết cho, cho 3 thì tôi mới xuất ra. Còn bình thường tôi không có xuất, đúng không? Những cái số khác tôi không có xuất. Vậy các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Cái việc xuất ra màn hình này nó giống nhau, chỉ khác là cái này phải thêm cái điều kiện để xuất thôi. Cái nào mà chia hết cho 3 thì tôi mới xuất. Thì ở đây các bạn thấy ta lồng cái câu lệnh if vào đây rồi. Thực chất thì trong quá trình các bạn học thì câu lệnh if, câu lệnh rẽ nhánh, câu lệnh lặp nó sẽ xen kẽ vào trong quá trình các bạn làm bài, hiểu không ạ? Đây, tách riêng cấu trúc để là các bạn hiểu thôi. Các bạn làm các cái bài demo nhỏ, nhưng khi vào cái bài lớn thì nó sẽ xen kẽ vào trong và có thể lồng nhau. Ví dụ if này nó sẽ lồng ở trong vòng lặp for, nó nằm ở trong vòng lặp for, thì ta gọi là lồng nhau, hiểu không ạ? Ok. Đó, bài toán này là bài toán cơ bản nhất về mảng, đúng không ạ? Mà được nhồi đi nhồi lại rất nhiều lần. Nếu như các bạn mà chỗ này chưa hiểu thì về phải làm, phải ngồi phải làm. Ok. Còn không có cách nào khác. Cái này là cái cơ bản nhất về mảng rồi, hiểu không ạ? Muốn làm việc với các phần tử của mảng, các bạn phải truy xuất, dùng vòng lặp để truy xuất vào từng phần tử. Có thể tìm max, tìm min, sắp xếp. Bài toán rất là nhiều, đúng không ạ? Bài toán tìm max nè, bài toán tìm min nè, bài toán sắp xếp nè, bài toán tính trung bình cộng nè, bài toán tính tích, bài toán tích của tất cả các phần tử, vân vân. Tất cả những bài toán đấy thì đều phải dùng vòng lặp for để các bạn duyệt toàn bộ mảng. Được chưa? Đấy. Bây giờ cô sẽ làm sao một cái class để các bạn hình dung ra. Khi ta học Java, học đến class thì cái for nó dùng ở đâu? Tại vì cái bài, ví dụ bài hôm nay chúng ta là đều dùng class hết đúng không? Kế thừa với các thứ đúng không ạ? Nhưng mà ta chưa làm gì nhiều, ta chỉ làm mấy cái kế thừa thôi đúng không? Nhưng bây giờ giả sử những bài, sẽ có những bài toán gì ở trong cái phần class, đúng không ạ? Thì ta sẽ làm như sau. Đầu tiên ta sẽ đặt ra một cái bài toán. Ví dụ nhắc đến Java ta phải nhắc đến đối tượng đúng không các bạn? Đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ làm như này. Tôi giả sử có một cái đối tượng là một cái sản phẩm laptop hay bất kỳ gì, cái viết bi hay là một cái iPad hay là cái iPhone gì đó, tóm lại là một cái sản phẩm. Và đối tượng thì nó thường có gì ạ? Thuộc tính và phương thức, đúng không? Đúng không? Thuộc tính về sản phẩm thì có thể là có mã sản phẩm, tên sản phẩm và giá. Lấy ví dụ thôi, có nhiều thuộc tính nhưng cô lấy 3 thuộc tính cơ bản thôi. Ok. Và method, phương thức thì có thể là nhờ có nhập xuất, đúng không? Hiểu không ạ? Hay là tính discount, giảm giá gì đó nếu có. Ví dụ như vậy. Ví dụ như giá bao nhiêu hoặc là số lượng bao nhiêu đấy thì chúng ta có discount chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì cái đấy được gọi là các method. Thì tạm thời cô sẽ dùng hai cái method cơ bản thôi, đó là nhập vá và xuất, đúng không? Ok. Đấy. Thì trước tiên bài toán bây giờ là như này. Đầu tiên các bạn phải tạo một class cơ sở đã. Cái này được gọi là class cơ sở. Nó gồm thuộc tính và phân tích và phương thức của đối tượng đó. Thì ta sẽ có thuộc tính là string, là mã sản phẩm đúng không? Hai là string, tên sản phẩm. Ba là double giá. Ok. Và phương thức tạm thời ta hay có hai phương thức. Tùy theo từng thiết kế nhé, các bạn sẽ có các phương thức khác nhau, đúng không ạ? Public void nhập
và public void sub. Chưa? Thì class này được gọi là class cơ sở. Nhập sub thì các bạn viết vào đây. Đúng không ạ? Viết vào đây. Rồi. À, cô viết luôn ha. Cô viết luôn nha. Scanner SC bằng new scanner. Ok. Rồi. Cái này các bạn nhập cái gì đây ạ? Mã sản phẩm đúng không? Mã sản phẩm sc.neckline. Ok. Tên sản phẩm. Cái này là tên đúng không? Rồi nhập giá. Các bạn có là giá bằng sc.nextdouble. Ok. Đấy, cô viết phương thức nhập xuất. System app print. À, cô để printf ha. Cô để là phần trăm s để xuất ra cái tên sản phẩm. Cô để là 20 vị trí và cô bên trái. À, mã chứ, mã 10 thôi. Tên cô để 20 và giá cô để khoảng 10 phần trăm 10.1f. thực ra là tiền Việt Nam thì không có chấm, mà tiền đô không có chấm. Xe cái n cho nó xuống dòng nhé. Đây, ở đây các bạn đưa vào là gì ạ? À, mã sản phẩm này, tên sản phẩm này và giá đúng không? Cô vừa viết xong nhập và xuất. Ok, xong nhập và xuất. Rồi bây giờ vấn đề các bạn bảo bây giờ sử dụng nó như nào? À, ta sẽ có hàm main đúng không? Ta có hàm main. Sau đó có hàm main xong ta sẽ sử dụng. Để dùng được class này ta làm cái gì ta? Tạo đối tượng đúng rồi. Nhưng mà bình thường một sản phẩm, khi quản lý sản phẩm người ta không quản lý một sản phẩm mà quản lý nhiều sản phẩm, đúng không? Thì laptop phải có nhiều cái laptop, chứ không thể nào mà bán một cái laptop được, đúng không ạ? Quản lý là phải quản lý nhiều sản phẩm. Thì bây giờ để quản lý nhiều sản phẩm người ta dùng cái gì? À, mảng. Thế thôi. À, ta sẽ so sánh cái việc dùng mảng. Cái bài toán này là ta mảng các kiểu in thôi. Bây giờ sản phẩm nó làm mảng thì phải làm sao, đúng không? Đây thì cô tạo một class nữa là sản phẩm list. Cái chữ list này có nghĩa là nhiều, danh sách nhiều, không phải một mà nhiều, đúng không? Đây thì có nhiều cách để làm. Thì trước tiên cô sẽ demo cách, cô demo trực tiếp ở trên main để các bạn nhìn thấy. Sau cô sẽ chỉ các bạn cách tách nó ra, tách nó ra viết độc lập, viết một cách tường minh, đúng không ạ? Ở đây các bạn viết cái hàm void main để khai báo một mảng nhiều sản phẩm. Ta cũng làm tương tự cái này, mà thay cái này bằng gì đấy? Thay vì kiểu in ta là gì? Sản phẩm luôn. Sản phẩm đúng không? À, bây giờ thay vì một sản phẩm ta nhiều sản phẩm, thì các bạn sẽ thấy sản phẩm này nó tương tự như là kiểu dữ liệu mới do các bạn tạo ra. Thì cách khai báo một mảng sản phẩm nó sẽ là như thế này. SP list new
sản phẩm. Ví dụ 10 phân tử. Thấy cách khai báo giống nhau không ạ? Bên kia kiểu in, kiểu double thì bên này đã có kiểu sản phẩm. Ok, có kiểu sản phẩm và 10 phân tử, mỗi phân tử là một một sản phẩm. Và cách truy xuất cũng như vậy. Bây giờ ta sẽ xem nào. Bây giờ tôi nhập số phân tử đúng không? Đây, y chang như vậy. Cô sẽ làm cái này đi ha. Đây, cũng scanner nhập số phân tử của mảng. Sau đó các bạn nhập, bây giờ là nhập thông tin cho sản phẩm. Thì ta cũng dùng vòng lặp for y như vậy, không khác gì hết. Các bạn thấy nó giống nhau vô cùng luôn. Đấy, thì cô sẽ nhập từng phân tử một. Rồi các bạn nhập sản phẩm. Phần thứ nhất đúng không? Nhập sản phẩm thứ nhất ta sẽ có nè. Trong sản phẩm ta cần nhập cái gì ạ? Mỗi sản phẩm thì gồm cái gì? Mã, tên và giá. Bây giờ mỗi sản phẩm ta phải nhập 3 cái biến, hiểu không ạ? À, mã, tên và giá. Bây giờ ta sẽ nhập như sau. Mã sản phẩm. Ô, từ từ, sorry. Hàm nhập viết chưa? Hàm nhập viết chưa? Hàm nhập viết rồi. Hàm nhập viết rồi thì ta không viết nữa. Mà bên này ta đầu tiên phải khởi tạo cái gì đấy ạ? À? À, khởi tạo một cái biến sản phẩm. SE bằng new. Khởi sự xin lỗi. Cái khởi tạo này, bây giờ nghe nè, cô giảng lại chỗ này. Chỗ này sẽ khó hiểu một chút nè. Mỗi phần tử của SP list có phải là một sản phẩm không ạ? Đúng không? Cái dòng này nè, chỉ là dòng khai báo mảng thôi. Nhưng mà mảng này có 10 phần tử, nhưng 10 phần tử này hoàn toàn rỗng, chưa có gì. Hiểu không ạ? Bây giờ muốn nhập vào từng phần tử đó thì các bạn phải khởi tạo mỗi phần tử là một object. Hiểu không ạ? Ví dụ bây giờ tôi khởi tạo phần tử thứ nhất là SP list 0. 0, bây giờ y bằng 0 nó sẽ là 0 đúng không? Nó để y luôn. Phải khởi tạo object cho nó. Khởi tạo object thì phải có con chapter, thấy không? Thấy không? Cái này là dấu móc vuông khác nha. Cái này là khai báo mảng 10 phần tử. Hiểu không ạ? Kiểu dữ liệu là sản phẩm. Tuy nhiên mỗi phần tử phải là một đối tượng. Nhưng ở đây chưa khai báo đối tượng. Muốn khai báo đối tượng ta phải khai báo từng cái một. Nghĩa là ta truy xuất vào mỗi phần tử, xong mỗi phần tử đó phải new sản phẩm một lần nữa. Hiểu không ạ? Cái từ khóa new sản phẩm thì từ khóa đấy mới là từ khóa khởi tạo object. Hiểu không ạ? Đó. Sau đó ta mới lấy là SP list y. Cái này nó là một object rồi thì ta có thể chấm cái gì đây ạ? À, đúng rồi. Chấm nhập. Đúng không? Thế là xong, nó gọi đến hàm nhập. Con suất thì ta cũng dùng vùng lập for. Ta suất. Đấy, cô gạch ngang này các bạn nhìn dễ nha. Thì ta sẽ có là SP list gì ạ? Y chấm. Chấm gì ạ? À, chấm suất. Được chưa ạ? Rồi bây giờ ta thử nha. Thử test nào.
Đấy là tách hai người thôi, hai sản phẩm thôi. Ta sản nhập sản phẩm không đúng không? Đây, ví dụ như là SP001 Samsung S6 chẳng hạn, giá 10 triệu chẳng hạn, nhiều quá, 1.000 đô đi, 100 đô, 300 đô. Sản phẩm tiếp theo, nó lại hỏi sản phẩm tiếp theo đúng không? SP002 đúng không? Nokia ABC gì đó, không biết. Được chưa? Rồi giá là 200 đô. Và các bạn thấy xuất ra nè, có đúng là mã nè, tên nè và giá không? Mã, tên và giá. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, thì các bạn có thể truy xuất từng phần tử để làm bất cứ cái gì. Ví dụ tôi tìm cái sản phẩm có mã là SP001 thì coi có không, ví dụ như vậy, hiểu không ạ? Đây, ta tìm thôi. Muốn tìm thì ta phải nhập gì? Nhập mã cần tìm đúng không? Nhập mã cần tìm. Và kiểu mã là kiểu gì? String đúng không? Thì ta để là string mã gắn bằng sc.nextline. Đúng không ạ? Và ta phải duyệt vòng lặp. Nếu tìm thấy thì ta sẽ xuất ra, không tìm thấy thì thôi. Ta sẽ duyệt vòng lặp và ta sẽ kiểm tra nè. If ta truy xuất vào từng phần tử SP list y chấm mã sản phẩm, cái này mà bằng người ta dùng cái phương thức gì ạ? Equal đúng không? Equal ignore case với mã đúng không? Cái mã là ta vừa nhập vào nè, đúng không ạ? Cái mã vừa nhập vào, ta so sánh mỗi phần tử, nếu như mã của các phần tử đó mà trùng với mã cô vừa nhập vào để tìm thì tôi xuất nó ra, hiểu không? Không thôi thì khỏi xuất. Chưa? Đó, bài toán tìm kiếm. Hả? Đúng ạ, bài toán tìm kiếm. Tức là bây giờ các bạn có thể làm mọi việc, có thể duyệt cái mảng đấy, làm mọi thứ trên đó. Có thể thêm một phần tử nè, có thể xóa nè, có thể sửa một cái phần tử bất kỳ, có thể thêm mới, rồi có thể tìm kiếm, có thể sắp xếp theo cái gì đó. Lưu ý, có thắc mắc gì không? Hả? Vinh, thắc mắc gì không? Sao? Cái này hả? Không để sản phẩm nữa, bởi vì affiliate y đã được khai báo là sản phẩm rồi, đúng không? Đó là sản phẩm rồi. Và cái này là mỗi phần tử rồi, chỉ có điều nó chưa được khởi tạo thôi. Không có cái khởi tạo này là lỗi nha. Không có câu khởi tạo này là lỗi ngay. Nó báo là null void exception. Không có cái này không có được nha các bạn. Đây, không có cái này đúng không? Không, demo các bạn coi nó bảo lỗi. Đấy, cái lỗi nó cũng vui lắm. Đây. Đây, hai phần tử đi. Báo null void exception chưa? Nó trước các phát bồi nhớ thì nó sẽ báo là null void exception. Tức là pointer là con trỏ, mà con trỏ đang nôn, nghĩa là chưa có phát bộ nhớ. Gặp cái lỗi này thì tao phải tìm kiếm đâu đó. Biết lỗi để sau này các bạn lỡ gặp các bạn sửa. Nhiều khi quên cái này, nhiều khi các bạn quên, đúng không? Rồi run lại các bạn nhìn nào, cái phần tìm kiếm nha.
2 thì các bạn nhập cái ví dụ như là mã sản phẩm SP001 Samsung, đúng không? 500, đúng không? Sản phẩm 2 là Nokia SP002, đúng không? Nokia, đúng ạ, giá là 200. Đó, bây giờ nhập mã cần tìm của sao nhảy rồi. Biết vì sao nó nhảy không? Biết vì sao nó nhảy này không? Nếu các bạn để tránh việc nhảy, các bạn copy cái này một lần nữa là nó để clear cái new lại cái bộ đệ. Trước khi nhập cái này là nó hết lỗi. Tại vì chỗ này neckline là nó nhận enter cái nó lỗi ngay, nó nhảy xuống, nó thoát ra ngoài luôn, đúng không? Thì hiểu không? Hoặc là nó bảo nếu các bạn cái này để else thì nó sẽ báo là không tìm thấy. Cái này để là không, nếu không không tìm thấy thì báo là không tìm thấy. Đúng không? Hiểu không ạ? Ok. Đấy. Đó các bạn tìm giờ mới nó mới nhảy cho tìm thấy không? Clear cái đấy đi là nó sẽ nó xóa cái bộ đệm đi. Đúng không ạ? Bây giờ các bạn để là SP003 thì đương nhiên nó bảo sẽ không tìm thấy. Ồ, nó bảo không tìm thấy và nó lặp. Thì chỗ này các bạn xử lý code làm sao nhỉ? Các bạn để if else trong này thì mỗi lần nó vòng lặp nó so sánh không bằng cái, nó lại báo không tìm thấy, so sánh không bằng nó tìm thấy. Bây giờ các bạn xử lý cái chỗ này ra như thế nào? Để hả? À đúng rồi, ra ngoài vòng lặp, chính xác. Và ra ngoài vòng lặp thì kiểm tra gì đấy ạ? À? Khi nào thì nó không tìm thấy ạ? À? Khi nào nó phải có điều kiện không tìm thấy chứ, khi nào thì không tìm thấy? Hả? Giờ sao biết? Phải có gì để mình biết chứ. Để có gì để mình biết không tìm thấy. Con nên làm cái đánh dấu không? Con nên làm cái đánh dấu không? Hoặc là nên làm cái đếm không? Có thể cái bài mà mã thông thường các bạn chỉ tìm thấy một cái thôi, nhưng có cái có thể tìm thấy nhiều dòng. Thì các bạn có thể có một cái biến đếm. Interior đếm các bạn gắn bằng 0. Nếu mà tìm thấy các bạn để đếm cộng cộng, đúng không? Đúng không? Vậy nếu như đếm bằng 0 thì sao? Ừ. Thì đơn giản chưa? Đúng không? If đếm thì sao ạ? Không tìm thấy thôi. Thì cái dấu mà không tìm thấy nó sẽ không nhảy thêm 2 lần nữa. Đúng không? Chỗ này đúng chưa? Mình phải có cái gì đấy mình đánh dấu. Hiểu không? Tại vì nếu mà nó tìm thấy thì đếm nó tăng lên 1 rồi. Một dòng hay mấy dòng thì nó cũng tăng đếm, đúng không? Thì khi đếm mà bằng vẫn còn bằng 0, hoặc bạn nào cẩn thận nữa thì ghi nhỏ hơn hoặc bằng 0. Hiểu không ạ? Thì nó sẽ không tìm thấy. Ok. Rồi cái bài toán về mảng các phần tử, mà phần tử này là một object. Được không? Theo kịp không? Hiểu không? Các bạn thấy là ở đây các bạn vẫn dùng cái gì đấy ạ? Dùng vòng lặp nè. Đúng không? Chỉ khác một vài điểm thôi. Khai báo giống nhau nè. Thầy cấu trúc y nhau nè, các bạn thấy cấu trúc giống nhau nè. Thậm chí có còn copy luôn, ví dụ cái này nhập phân tử giống nhau. Khai báo giống nhau, chỉ khác cái này là kiểu sản phẩm. Cũng dùng vòng lặp để nhập. Nhưng thay vì cái này các bạn nhập từng có một phân tử, một giá trị, thì ở đây người ta nhập luôn cả một object, đúng không? Thấy không ạ? Cái này làm sẵn rồi, mình chỉ gọi ra thôi. Xuất ra thì có hàm xuất, xuất rồi. Đúng không? Đấy, tìm kiếm
Đấy, hay là tìm những cái phân tử nào mà có giá bao nhiêu, lớn hơn bao nhiêu đấy, nằm trong khoảng bao nhiêu đấy. Cái đấy các bạn hay gặp đúng không? Trong thực tế các bạn gặp rất là nhiều. Các bạn sẽ là tìm cái khoảng giá, tôi chỉ mua những sản phẩm dưới 300 đô thôi, thì tôi chỉ lốt ra những sản phẩm dưới 300 đô thôi, giống như vậy. Hiểu không ạ? Cái đấy rất là nhiều. Thì toàn bộ những cái đấy nó đều dùng, phải dùng vòng lặp để duyệt hết. Đấy, và xen kẽ ở đâu các bạn dùng if điều kiện. Đúng không ạ? Thì trong quá trình một cái bài nó diễn ra thì nó sẽ có rất nhiều cấu trúc nó gắn vào đó. Có hiểu không ạ? Gắn vào đó. Được chưa? Bài đơn giản đúng không? Rồi các bạn ngồi thử làm cho cô bài toán. Bây giờ ta sẽ không làm là sản phẩm nữa, mà ta sẽ làm ví dụ như là sinh viên. À, hoặc là bây giờ như này, ta đổi một chút đi. Đổi một chút đi. Các bạn thấy cái màn hình nghe này, nhìn này. Các bạn thấy cái màn hình này nó xấu không? Các bạn thấy cái màn hình này xấu không? Màn hình dòng lành không à? Đúng không? Bây giờ tôi đổi thành màn hình giao diện. Nhưng mà trước khi đổi thành màn hình giao diện thì cô phải tách nó ra. Hàm tìm kiếm có tách riêng. Hiểu không nhỉ? Hàm tìm kiếm có tách riêng. Hàm nhập có tách riêng. Hàm xuất có tách riêng, được không? Rồi các bạn nhìn cách tách nha. Ở đây rõ ràng là cô có ba cái đoạn code để xử lý. Đoạn code thứ nhất là nhập, đúng không? Đoạn code thứ hai là xuất. Đoạn code thứ ba là tìm kiếm. Bây giờ cô sẽ tách ra ba cái. Ok. Ba method, ba phương thức. Bây giờ cách tách nào. Anh này tạm thời để đây đã. Đầu tiên tách anh này đưa ra ngoài. Tại sao? Bởi vì anh này sẽ dùng cho tất cả những cái khác mà anh này để trong này, nó chỉ có phạm vi ở trong hàm main thôi, những cái hàm khác không dùng được. Bắt buộc anh này phải bê ra ngoài. Tương tự biến n cô cũng bê ra ngoài. Đấy. Các bạn thấy nó đổi thêm màu xanh đúng không? Cái này là biến toàn cục. Đúng không? Đúng không? Ok. Rồi. Hàm nhập. Đây, nhập cô sẽ bê ra một cái. Đây, nhìn nha, cô cắt ra, cô bê ra này. Cái này là public. Voi nhập. Nhập toàn bộ ha. Có lỗi không ạ? Không hề. Xuất nào. Đúng rồi. Xuất danh sách ạ. Không lỗi đúng không? Rồi bây giờ tìm kiếm nào. Scanner các bạn cho ra ngoài cũng được. Ha. Thấy không ạ? Cho ra ngoài luôn cũng được. Tại vì scanner các bạn thấy nó dùng cũng tương đối nhiều. Rồi bây giờ hàm này gọi là hàm gì đấy? Tìm kiếm. Public void. Tìm kiếm đúng không? Cô tạm thời để vào đây. Được chưa? Tách ra đúng không? Vậy hàm main ta sẽ làm như nào? Hàm main muốn dùng nó thì bây giờ các bạn phải khởi tạo cái sản phẩm list này thôi. Các bạn tránh để static nha. Tránh để static, nhiều bạn là để static để dùng không được. Ta sẽ khai báo cái này, sản phẩm list. List gắn bằng new sản phẩm list. Nó là list rồi. Thành ra bản thân nó đã là danh sách rồi. Thì bây giờ tôi sẽ list chấm gì á? Chấm nhập. List chấm search. Rồi list chấm tìm kiếm, muốn dùng hàm nào thì cứ gọi hàm đấy thôi.
Và các bạn thấy là chạy nó không khác cái gì hết. Đây là cô tách hàm ra. Không khác một cái gì cả. Được không ạ? Mình nhập hai phân tử rồi nó cũng chạy vậy. Đúng không? Đấy, y chang, không khác cái gì. Đồng ý chưa ạ? Thì đó là cách để cô tách, tách các cái hàm. Đó. Thì về nguyên tắc tách hàm các bạn lưu ý nè. Các bạn những cái biến nào các bạn dùng chung thì các bạn để ngoài. Cái này gọi là biến toàn cục. Những cái nào dùng cái hàm, những chức năng mà nó tách biệt ra được, hiểu không ạ? Gọi tên được, tách ra được thì các bạn tách ra. Và khi tách ra thì các bạn phải đảm bảo là khi dùng thì nó phải tuân thủ, tức là khi gọi nó sẽ có sự liên thông. Nếu không thì cái này không mà để cái biến ngoài cùng thì ở dưới này nó sẽ không hiểu những cái biến ở trong. Cho nên là phải có một số biến phải dùng chung, đúng không ạ? Đấy. Ok. Rồi bây giờ đã có cái này rồi thì bây giờ cô dùng chức năng ở trên cái giao diện, nó rất là dễ. Muốn chức năng nào cứ thêm được, thêm chức năng vào đấy, hiểu không ạ? Thêm sửa xóa cái gì đó các bạn chỉ việc thêm chức năng vô thôi. Ví dụ như cô muốn chèn thêm như public void insert như vậy thì cứ chèn thêm thôi. Khi nào cần insert thì gọi tới insert, cứ chèn code vào và nó không ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục, không ảnh hưởng đến các cái method khác, hiểu không ạ? Đây, cái nào chuyện làm tới các bạn chỉ cần comment nó lại thôi. Rồi thì để thay đổi một chút thì cô sẽ làm về giao diện. Thực chất là như này các bạn, khi các bạn làm một ứng dụng phần mềm, bao giờ các bạn phải có đầu vào và đầu ra, đúng không? Thì cái chỗ các bạn đang nhập chính là đầu vào, nhập số n phần tử, đúng không? Nó gọi là đầu vào. Ô cô xin lỗi. Nhận đầu vào, đúng không ạ? Cái này là đang nhận đầu vào. Thì đầu vào mà các bạn làm giao diện đồ họa thì nó cũng phải dành những cái chỗ để các bạn cho nhập dữ liệu vào ở đấy. Thì thực chất cái giao diện mà các bạn nhìn thấy thì giao diện đấy được gọi là giao diện người dùng, hiểu không ạ? Và dùng để tiếp nhận đầu vào và hiển thị dữ liệu cho người dùng coi. Thì thông thường cái đấy người ta gọi là view, hiểu không ạ? Gọi là view. Đó, thì bây giờ ta thử tạo một cái view nha. Thử tạo cái nè. À, các bạn lưu ý như sau. Khi cô tạo thì cô sẽ để những cái này ở đây, cô không hề xóa nó đi và cô hoàn toàn sử dụng lại được, hiểu không ạ? Hầu như không phải viết lại, cô chỉ thêm một cái giao diện thôi. Cho nên là những kiến thức các bạn học từ trước đến giờ các bạn đều sử dụng một cách bình thường, hiểu ý không ạ? Đó, bây giờ ta tạo một giao diện nha. Các bạn vào đây, các bạn new nè, click chuột phải. Bây giờ để tạo giao diện, các bạn tạo cho cô cái reframe form. Thấy chưa? Thấy chưa? Reframe form. Thế đặt tên là quản lý sản phẩm hoặc là sản phẩm view. Đây. Đây. Thì đây là giao diện. Thế các bạn có thể kéo thả, có thể nắm kéo. Nếu các bạn lập trình ứng dụng thì các bạn viết code càng tốt. Cái này là kéo thả thôi, không hề viết code nhá. Đây, bên này được gọi là cái container, đúng không ạ? Đây là các cái panel, cái khung, đúng không ạ? Thế ta làm từ từ ha. Giờ cô lấy cái label trước ha, kéo thả. Cho nó nằm giữa sang đây nè. Đấy, các bạn có thể sửa cái dữ liệu đây.
hoặc là nhấn F2 để sửa. Thì các bạn ở đây các bạn để là ví dụ như là quản lý thấy chưa, quản lý sản phẩm. Phông các bạn có thể cho bự lên, rồi màu sắc đúng không ạ, đấy phông có thể bự lên. Các bạn có thể foreground là màu nệ, màu chữ, cái này là màu chữ đấy không ạ, màu chữ. Còn background nó là màu nền đấy, background là màu nền kiểu xanh đỏ tím vàng á, à, không hiển thị. Rồi bây giờ cô sẽ tạo các cái đầu chỗ để nhập. Ta cần nhập cái gì đây? N là bỏ, không cần nhập N nữa. Ta nhập cái gì đây ạ? Mã sản phẩm, tên và giá đúng không? Vậy ta sẽ kéo là như sau, label. À, chỗ để nhập là để text field. Đây, cái này các bạn để là mã sản phẩm. Cái này ủa sao cô bồi select item? Tag field mà, tag field. Đây. Bỏ cái tag này đi. Đặt tên cho nó. Đúng không ạ? Đặt tên thì vào đây đặt tên biến variable name. Nên đặt tên nhé. Txt mã sản phẩm. Ok. Nó nằm ở code nào. Kéo tiếp cái thứ hai. Cái này là tên. Gõ được tiếng Việt nha các bạn. Và cái này text field. Đấy, bỏ cái này đi. Cái này các bạn để là txt tên sản phẩm. Và property các bạn bỏ cái text field này đi. Và cuối cùng là giá đúng không? Ở đây các bạn để text field là giá. Txt giá. Rồi. Tiếp theo nữa các bạn. Để thực hiện, để thực hiện các cái tính năng này nè. Để thực hiện là thêm, insert, tìm kiếm hay cái gì đó thì ta sẽ gắn nó với các sự kiện. Nó gắn nó với các cái nút button. Click chuột để thêm, click chuột để gì ạ? Để sửa, để xóa, để làm tất cả mọi thứ đúng không? Hay là để tìm kiếm. Ok. Đây. Thì ta sẽ dùng click chuột. Đây. Và ta dùng vào button. Thêm. Đó. Hiển thị. Đúng không? Ok. Muốn làm gì làm, đưa vào button. Đấy, button. Cái này là thêm. Cái này là các bạn để là chức năng là thêm. Cái này là cái gì ạ? Xem. Rồi một cái nó tìm. Đúng không? Tìm. Chưa? Đấy. Bây giờ chạy thử nhá. Ship M6 để chạy lên nào. Thì đây là giao diện. Các bạn điền dữ liệu vào đây. Và cái này là các button. Ok. Được chưa? Hả? Tao để click chuột đúng không? À. Thì bây giờ giả sử như bây giờ các bạn lưu trữ vào mạng thì mỗi lần thêm thì tôi lại insert một phân tử vào mạng đúng không?
click chuột thêm, nó lại insert một phân tử vào mảng. Thì chỗ này cô sẽ để là, cái này cô không nhập all mà cô sẽ nhập từng phân tử một, đúng không? Cho nên ở đây cô sẽ gọi đến cái nhập của nó đây nè, hiểu không ạ? Nhưng mà vẫn phải có mảng để lưu trữ, hiểu ý không? Vẫn phải có mảng để lưu trữ. Thì một là các bạn để mảng ở đây, hai là các bạn để mảng ở trong này, hiểu không ạ? Phải để mảng ở trong này. Hai, có hai cách các bạn để mảng, ở đâu cũng được. Vậy bây giờ để tiền là cô sẽ copy mảng vào đây, hiểu ý không ạ? Đấy, cô sẽ đưa mảng này vào đây. Còn cái này cô không cần nhé, cô chỉ đưa mảng vào đây thôi. Đây, để ở trên cùng luôn ha. Đấy, thấy chưa? Rồi, thì mỗi lần click chuột thì cô sẽ làm gì ạ? Gọi đến cái nhập đúng không? Vậy ở đây nè, cô sẽ viết một cái nhập. Đây nhìn nha, nhìn nè, cô copy nè. Nhập bây giờ cô sẽ không phải là nhập từ bàn phím nữa, dùng scanner nữa, mà cô sẽ đổi một chút, hiểu không? Cho nên là tôi sẽ cái này để lại đây, cô sẽ để lại đây, cô chỉ làm cái này thôi. Các bạn nhìn nha, mỗi lần cô nhập cô sẽ phải làm sao nè. Các bạn vào design, các bạn vào thêm, thêm xong tí ta xem luôn, các bạn nhìn như vậy ha. Click chuột vào cái thêm. Đấy nha, click chuột nè, click đúc vào chuột vào thêm nè, nó nhảy ra đây đúng không? Rồi, bây giờ các bạn menu nè. À, các bạn phải gán cái biến y, gán bằng không trước, cái chỉ số á, cho nó chạy từ phân tử đầu tiên mà, đúng không? Thì ta có là list y. Sẽ gán bằng new sản phẩm đúng không? Y chang như lúc nãy, không khác cái gì đúng không? Ok, được chưa? Rồi, và cô sẽ có nè, sản phẩm list y chấm truy xuất từng phần tử của nó, tên sản, mã sản phẩm cô sẽ gán bằng, có phải lấy đấy không? Cái này thay vì nhập từ bàn phím đúng không, nhập từ console đúng không, thì bây giờ ta nhập một lấy ở đây đúng không? Lấy ra bằng cách nào? Ta sẽ lấy là txt mã sản phẩm chấm get text. Để lấy được chuối, hiểu không ạ? Tương tự như vậy, ta sẽ có gì ạ? Tên sản phẩm bằng tên sản phẩm get text, đúng không? Rồi, cái gì ạ? Giá đúng không? Cái này là giá get text, nhưng bởi vì nó là text cho nên các bạn phải ép kiểu sang kiểu double đúng không? Đúng không ạ? Các bạn để là double chấm hash double, ép nó thành kiểu double, ép thành kiểu double, tại vì nó là kiểu text mà phải ép kiểu, đúng không? Và các bạn insert thôi. Rồi được một sản phẩm. Sau đấy các bạn muốn insert cái nữa thì ta phải tăng y lên 1, y cộng cộng thì nó sẽ insert cái tiếp theo. Mà sau khi insert xong thì nên báo một cái dòng thông báo là đã thành công, hiểu không ạ? Báo mà bật lên thì não quay hả? Thì học, mình học theo thôi. Cái nào phải học mình học theo thôi. Để bật ra một thông báo là đã thành công thì các bạn và xuất nó ra luôn, thì tôi gọi luôn cái này nè, khỏi thành công tôi xuất nó ra, tôi để SP list.
cái này ra ba hai đấy, chấm xuất. Cái này nó sẽ xuất ra con số, các bạn biết nó đã xuất ra chưa nhá. Rồi nhìn nào, chạy ha. Các bạn như thấy có lúc nó sẽ phải xuất ra con số nhé, nhưng mà cái đấy là cô demo các bạn coi thôi. Rồi sau này null by exception. À sorry, xin lỗi. Sao ạ? Để ý cộng cộng sau nha. Thấy chưa? Nhập vào chưa? Nhập nó ra rồi đó. Ra chưa? Ra rồi, nó ra ở nó ghi vào mảng luôn rồi các bạn. Cái này là mới cái cơ bản nhé. Tức là để lấy giá trị ở trên này, ta dùng cái tên của nó, tên biến là ví dụ txt sản phẩm, mã sản phẩm chấm get text, lấy cái tên của nó chấm get text là lấy được cái này. Còn những cái button thì các bạn tác động một sự kiện, rồi cái này các bạn click đúc vào nó thì nó gọi đến sự kiện là gì đấy ạ? Action perform. Đó, ví dụ button thêm action perform thì trong này viết code gì là việc của các bạn, hiểu không ạ? Viết code như nào là việc của các bạn. Ok, đây ví dụ như cô làm một cái action perform cho xem. Đấy, không biết viết gì thì viết ra cái dòng là đáng xem, hiểu không? À, thì nó system out thì nó phải chạy xuống đây nhá. Nếu system out thì nó phải chạy dưới này, còn muốn chạy nó bật lên cái ô thông báo thì khác, nó phải là reoption option pane chấm show message box dialog box did. Cái này là đã xem đúng không? Rồi reoption bên chấm information thôi, cái này đâu rồi? Đây information message thôi. Rồi các bạn chạy thử nhé. Đây, giờ các bạn nhấn xem cái thế nào. Nhầm. Đó, chạy thử các bạn thấy nó sẽ bật ra dialog. Thấy chưa? Information dialog không? Các bạn viết gì tùy các bạn. Hiểu đúng không ạ? Đấy. Đấy.
mà. Rồi ok, dừng nha. Tôi quay từ